Kính chào quý khán thính giả của đài VNTV. Phương Quỳnh và VNTV đang có mặt tại Great Wolf Lodge Hotel Garden Road để tham dự tiệc do Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt tổ chức. Đây là một buổi tiệc để các quân nhân có thể có dịp gặp gỡ với cộng đồng và cũng hỗ trợ các thân nhân có tử sĩ đã hy sinh ngoài chiến trường. Và sau đây Phương Quỳnh kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự. Dạ, chào cô Phương Quỳnh và chào quý vị đang xem đài. Dạ, mình tên là Thịnh Phạm, mình đang ở trong Hải quân của Mỹ. Và lý do mình đi lính Mỹ là tại vì ba mình là xưa là lính của Việt Nam Cộng Hòa. Mình đi, mình tiếp nối con đường đó. Vì vậy mình đi để mình kiếm một cái gì đó riêng của mình. Hết. Dạ, anh đã tham gia military được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ, em được 6 năm rồi. Dạ, cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của anh và cảm ơn anh đã join military của nước Mỹ ạ. Dạ, cảm ơn cô Phương Quỳnh và cảm ơn quý vị đang xem đài. Dạ. Tôi gia nhập Hải quân Việt Nam từ năm 1967 tại Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang. Và chúng tôi đã trải qua 8 năm lính. Và sau đó tới năm 1975 thì chúng tôi bị Việt Cộng họ bắt đi cải tạo hơn 6 năm. Và sau đó chúng tôi tìm cách vượt biên đi qua Indonesia năm 1984. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì chú có cảm nghĩ như thế nào về cái chương trình này ạ? Tôi rất là xúc động vì thế hệ thứ hai của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và những đồng bào tị nạn Cộng sản đã thành công trong lĩnh vực quân đội của nước Mỹ. Và họ đã lên tới cấp tướng, coi như là một cái thành công rất hiếm có trong các cộng đồng ở đây. Và tôi rất là tri ân những người lính đã hy sinh cho nước Mỹ trong chiến trường Iraq và Afghanistan. Và họ đã anh dũng, đã làm những chuyện để chiến đấu tự do cho nước Mỹ. Anh tên là Khánh, anh tham gia được 2 năm rồi. Tại vì anh muốn serve this country. Yeah. Anh là ở trong USPHS, gọi là hội là y tế công cộng. Yeah. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Dạ, chào anh có thể cho đài VNTV biết tên của anh. Anh tham gia military branch nào và bao nhiêu năm và lý do tại sao anh tham gia military ở Mỹ ạ? Dạ, rất cảm ơn em đã phỏng vấn anh hôm nay tới đây tham dự buổi lễ của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt. Anh là Đại úy Hải quân Vũ Quý Hiển. Đi tham vào quân đội thì cũng lâu rồi. Hồi trước là đi lính, xong rồi sau đó vào sĩ quan hải không quân. Rồi bây giờ quay trở lại sĩ quan hải quân thì cũng được mười mấy năm rồi. Bây giờ là thành viên của Hội Công nhân người Quân dân người Mỹ gốc Việt. Rồi cái lý do mà anh vào quân đội là lúc mà qua Hoa Kỳ thì thấy cái đất nước mới họ giúp đỡ mình nhiều quá, là cái quá khứ với cái tiểu sử của hai dân tộc rất là gần nhau. Thành ra là với lại các cái thế hệ của cha ông đi trước, là cái lý do mình qua Hoa Kỳ là vì thế hệ gia ông đi trước cũng là phục vụ trong quân đội. Thành ra qua đây cái là có cái cảm giác, cái cảm cái ấn tượng đó là muốn được đền ơn lại cho cái sự giúp đỡ của họ. Thành ra là vừa mới qua là có thể sang là đi vào quân đội liền. Xong rồi từ đó xong rồi vào rồi thì có khi mà vào quân đội ra được những cái cơ hội để thăng tiến, rồi được cơ hội để đi học này kia, thì thấy rất quân đội Hoa Kỳ rất là mạnh và rất là biết giúp đỡ những cái người mà Kính chào quý vị, Phương Quỳnh đang đứng kế cựu nghị viên Chris Fang và anh là một trong hai người thành lập ra Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt ngày hôm nay. Xin chào anh ạ. Chào quý vị và khán giả của đài VNTV. Anh có thể giới thiệu cho đài VNTV và cũng như khán giả biết được là cái lý do nào anh lập ra được cái hội này và đã duy trì được bao lâu rồi ạ? Yes, lúc mà 2006, lúc mà Chris đi chiến tranh ở bên Iraq, gặp anh Trung tá Thọ, lúc đó hai anh em rất là nhớ nhà, nhớ quê hương.
Thành ra lúc mà gặp nhau, mới hẹn nhau là lúc về bên Mỹ đó, sẽ tạo ra một cái hội để giúp mấy anh em Mỹ gốc Việt trong quốc lực Hoa Kỳ. Thì hai năm sau 2008 đó thì anh Thọ, Chris và vài anh khác mới sáng lập cái hội này. Và trong 10 năm sau đó thì từ 5 anh em mà bây giờ có hơn 1.000 người trong hội này. Và anh có thể kể cho khán giả của VNTV biết là trong cái hội này thì thường mình làm những cái gì trong cái hội này ạ? Trước hết đó là hội của chúng anh đó là để giúp nhau. Thí dụ mà lúc mà đi xa nhà, mà ở nhà có cần gia đình, có cần thiếu gì đó thì mình giúp tay. Và thêm nữa đó là tụi anh cũng tạo ra 12 cái học bổng để vinh danh 12 anh chiến sĩ Mỹ gốc Việt mà đã mất hy sinh ở cho chiến trường của bên Iraq và Afghanistan. Thì tặng mấy học bổng này cho mấy em trẻ, mấy em trong đại học, trong high school để cho nhớ ơn sự hy sinh của mấy anh đó. Và ba nữa thì tụi anh cũng muốn hợp tác trong cái event giống như này, một buổi ra mắt để cho giới thiệu cho cộng đồng chúng ta là cái hành động, là cái action của quân đội ra làm sao. Rồi cái kia hội này là làm sao mà những em trẻ hoặc là những người có thể tham gia cái hội này ạ? Thì tụi anh có cái website đó là vausa.org. Nếu mà mấy em trẻ nào mà có muốn ao ước về tham dự quân đội hay là muốn hiểu biết thêm cái đời sống của quân đội thì anh xin lên cái màn ảnh đó. Rồi hôm nay là ngay cái event này thì anh có thể nói sơ về cái event này cho mọi người cùng biết được không ạ? Thì hiện tại đêm nay thì Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt đang tổ chức cái buổi ra mắt với cộng đồng của chúng ta ở quận Cam, hiện tại ở cái Great Wolf Lodge. Cái mục đích của cái ra mắt lần này đó là cũng như là cái reintroduction cho hội. Tại vì hồi 10 năm trước thì hội đã có một cái buổi ra mắt, nhưng hồi lúc đó là có 5 cái binh chủng của cái Armed Forces. Nhưng mà từ cái ngày đó cộng thêm 2 cái branch nữa. Tại vì trong cái quân đội đó có 2 branch về cái public health, về y tế, và về cái meteorology đó, cái NOAA là 2 cái branch khác, dù mặc quân phục nhưng mà không có cầm súng. Thì từ ngày đó thì tụi anh hợp tác khi hai cái binh chủng kia luôn. Thành ra bây giờ cái hội mới này đó là cái Vietnamese American Uniform Services Association, nghĩa là không phải là chỉ Armed Forces không mà uniform, thành ra tất cả 7 binh chủng hết. Rồi cũng cảm ơn anh đã lập ra cái hội này và đã giúp đỡ cho những người quân nhân người Mỹ gốc Việt. Và em xin chúc là hội càng ngày càng thành công hơn và có nhiều member hơn ạ. Và với hai nữa anh cũng xin cái cơ hội này xin cảm ơn tất cả đang coi đài VNTV, là chúng con chúng cháu cũng rất là cảm ơn cái sự hy sinh của quý bác quý chú. Là tại vì nếu mà không có sự hy sinh đó và cái sự tình thương của cộng đồng của chúng ta, không cách nào mà tụi anh có thể thành công được. Thành ra một lần nữa thay mặt cho hội xin cảm ơn tất cả. Xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Phương Quỳnh rất hân hạnh được đứng kế chuẩn tướng Châu Lập Thể. Và bây giờ chúng ta cùng hỏi ông một vài câu hỏi. Hello. Hello, how are you? I'm doing good, how are you? Very well, thank you. I have a few questions so VNTV audience can understand more. Okay. For military, what branch are you in? I am in the Army Infantry. As a general officer now, we don't have a specific branch. That's why they call general officer, because it's a general. So we're supposed to know everything. What is the reason you decide to join military? The honest answer really is to give back to America. We left Vietnam. We had a very humble beginning. We were poor, escaped, came here. And America gave us everything, gave us the opportunity, really, is for us to excel. So for that, it's in our Vietnamese blood. We want to give back. So the gratitude and for this country. So we want to do more, if you will, to give back and to serve. So there's a lot of young generation out there would like to join military. Sometimes they scared, sometimes they unsure. Do you have any advice to give it to them? Today's military is much different than the military in the yesteryears. Today's military is very professional. We have over 150 different what we call the military specialties, if you will. So anything that you want to do in the civilian world, either be a doctor, lawyers, an engineer, you can do that in the military. Excellent benefit, but the most important thing is you serve your country, you're doing something much greater than yourself.
you get the sense of fulfillment that really money cannot really buy. So I do encourage all the young people, you either want to go either full-time active duty, if that's what you want, make a career out of that, or you can do what we call the reserve or the National Guard. You can do that part-time. So there's many other opportunities to serve, and besides they pay for your college, there's a many benefits to join the military. So I do encourage all the young people to at least take a look at it. That's a wonderful advice you gave it to young generation, and I'm really thank you for your serve our country, and hope you success in the future. Well, thank you very much. Is Ms. Yongran Kang and Otong Kwan. It is our privilege to be your masters of ceremony tonight. Welcome to our formal Vietnamese American Uniformed Services Association banquet. Please rise for the arrival of our honored guest and remain standing for the presentation of the colors and singing of our national anthem by the Bosa Grande High School Choir, directed by Mr. Jim Keltner. Ladies and gentlemen, our honored guest, the current VA-USSA chairperson, Captain Mimi Fang, United States Public Health Service, escorted by PO3 Tim Fan. Our guest speaker, Brigadier General Lap Thế C. Flora, Virginia National Guard, and his wife, Mrs. Thuy Flora. Play the ruffles. Former VA-USA Chair, Lieutenant Colonel Ross Nguyen, and his wife, Dr. Terian Christiani Nguyen. Chair Major Chip Bui and his wife, Mrs. Luang Han. Chip Bui và phu nhân Luang Han. Fan and his wife, Mrs. Cindy Fan. Chip Bui và phu nhân Cindy Fan. Chủ tịch Trung tá Lục Quân Hồi Hương Ross Nguyễn và phu nhân Dung Nguyễn. Ladies and gentlemen, United States Joint Armed Forces Color Guards. Now we present the color. Color Guard Post. Left,
to pray with me. Mời quý bà mấy chị em cùng dâng lời cầu nguyện. Almighty God, we thank you for this day. It's many blessings, and particularly the company gathered here as we join together in celebration honoring our brothers and sisters of the uniformed services. Those who are present here tonight, and those who could not make it, or those who are far away performing their duties on the front lines. We beseech your blessings upon them and upon the people at this dinner banquet. We have united in spirit of genuine fellowship and brotherhood to honor our heroes, the sons and daughters of proud Vietnamese Americans. Đã theo chân Phương Quỳnh và VNTV tham dự buổi tiệc họp mặt do Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, và Phương Quỳnh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.